về cấu trúc của button design. Thì như các bạn thấy là ở đây thì nó gồm các thanh thực đơn chính như là file này, grid này, edit này, modify, rồi dần dần tới phần cuối cùng là drag và view. Và mỗi phần này nó sẽ có những cái lệnh khác nhau để hỗ trợ các bạn làm việc. Và bên dưới này các bạn, khi mà các bạn ấn vào các cái thanh thực đơn này này thì các bạn sẽ thấy các lệnh hiện ra. Và phần này có thể làm cho là cái vùng làm việc của bạn nó sẽ bị thu nhỏ lại. Và để hạn chế điều này, các bạn có thể phải chuột vào chỗ trống này, và các bạn chọn vào cái ribbon này thì nó sẽ không còn nữa. Và khi các bạn chọn từng thằng một thì nó sẽ hiện ra của từng thằng đấy. Và muốn trở lại trạng thái ban đầu như vừa nó hiện ra này, như hiện ra như này, các bạn có thể phải chuột vào và các bạn chọn lại thằng ribbon thì nó hiện ra. Phần bên dưới là phần work area, tức là các bạn có thể có rất nhiều work area dưới này, và tùy vào cách các bạn mở ra. Và như mình đang mở chỉ có một cái vùng làm việc này thôi, đây là vùng làm việc. Và vùng làm việc này thì bên trên này toàn bộ chi tiết ở trên vùng chờ. Còn bên dưới này, khi các bạn cho chi tiết nó xuống, hoặc là các bạn đơn giản các bạn phải chờ, các bạn chọn tất cả các chi tiết xuống, các bạn chọn tất cả các chi tiết xuống như này. Thế đây là dưới vùng làm việc. Và các bạn nhìn thấy này, trong cái phần vùng làm việc ở phía dưới này, nó sẽ có một loạt này. Và các bạn cần nhìn những thông tin chính. Ví dụ mình đang chỉ từng chi tiết một, thì cái thằng này nó sẽ di chuyển tên. Ở chỗ này là tên, các bạn sửa đây, các bạn sẽ thấy là đây là tên của toàn bộ các chi tiết này. Và mình chỉ vào chi tiết nào thì nó hiện lên tên của chi tiết đó. Còn phần này là cái phần đây, phần này là cái phần hiện lên các cỡ. Và trước đây mình đã tạo ra các cỡ rồi. Phần cắt, các bạn chọn vào các chi tiết này, các bạn sẽ thấy là nó hiện lên chữ cắt này này. Và ví dụ cái chi tiết này mình nhấn vào một, các bạn sẽ nhìn thấy thầy nó sẽ là siêu, không phải là cắt. Những cái chi tiết mà nó có đường may thì nó hiện là siêu, còn có những chi tiết mà nó không có đường may thì hiện chữ cắt. Còn mét, chữ mét này là đơn vị của chi tiết. Còn với cái slab tool này thì mình quan tâm một cái là cái lệnh gom. Lệnh gom tác dụng như này, các bạn chọn lệnh gom này, các bạn chọn vào một cái điểm trên này và các bạn đặt vào đây, nó sẽ khớp vào cho các bạn, khớp đúng vị trí này cho các bạn. Các bạn muốn bắt vào đâu thì nó khớp đúng ở vị trí đó. Và bên này nó có một phần nữa, phần hai sim. Các bạn chọn hai sim, tức là ẩn hiện. Cho là phần này nó sẽ là ẩn hiện đường may. Và đây các bạn đang thấy là nó có thêm một phần nữa là các cái thanh lệnh làm mẫu này, thanh trên và thanh dưới này. Các bạn muốn thanh này nó hiện lên được thì các bạn chỉ việc phải chuột vào chỗ trống này, các bạn chọn vào cúp từng và các bạn chọn sang command. Ở phần này thì nó sẽ ra từng loạt một, như thanh bên trên này, thanh menu bên trên này, thì bên trên này có lệnh gì thì các bạn chọn vào chỗ này, nó ra từng cái lệnh. Và các bạn muốn xuất hiện ra cái lệnh nào thì nó xuất hiện lệnh đấy. Và mình muốn cho cái này nó ra ngoài này để mình không phải mất công mình vào chỗ đường dẫn này, thì các bạn chọn vào chỗ mình muốn xích này, các bạn giữ nó và các bạn chọn xuống như này. Các bạn nhìn này, các bạn chọn đặt vị trí nào nó sẽ có dấu ngang ở vị trí đó, bạn đặt ra ngoài này. Và tương tự với các lệnh khác, các bạn cũng làm tương tự. Các bạn cần lệnh nào các bạn cho lệnh ấy ra. Ok,